Giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục với một câu hỏi nữa của một khán giả giấu tên có số điện thoại cuối là 1196. Câu hỏi này cũng khá là thú vị đây ạ. Tài sản của chồng tôi và người tình tạo ra có được xem là tài sản chung của vợ chồng không, thưa luật sư? Vâng, một câu hỏi này rất là thú vị. Vâng. Cho nên là quý khán giả giấu tên cũng là đúng thôi ạ. Như luật sư Trung đó chia sẻ hồi nãy trước đầu chương trình thì cái vấn đề trong cuộc sống hôn nhân mà một trong hai người có tình cảm riêng bên ngoài là điều rất là đáng tiếc. Đấy. Thế thì liên quan đến tài sản mà chồng mình cùng với người tình tạo ra thì chúng ta phải phân định rõ. Thứ nhất là người tình là, chồng của chúng ta lấy tài sản nào để gộp với lại người tình mà tạo ra cái khối tài sản hiện nay. Nếu như ông lấy cái tài sản riêng đã được phân chia riêng giữa vợ với chồng để ông đi đầu tư với người tình hay bất kỳ ai thì đó là tài sản riêng của ông và chúng ta không có quyền đòi chia. Nhưng mà nếu chúng ta chứng minh được rằng ông lấy cái tài sản chung của vợ chồng để ông đi đầu tư cùng với lại cô bồ tạo lập nên một khối tài sản khác thì chúng ta có quyền đòi chia. Nhưng ở đây là phải xác minh thêm một bước nữa là cái phần của ông và phần của cô bồ bao nhiêu nữa. Đấy, thế thì riêng khi đã xác định được cái phần của ông góp cùng với cô bao nhiêu, nếu đó là tài sản chung thì chúng ta, người vợ có quyền yêu cầu chia cái phần tài sản đó ít nhất được một nửa. Đó vì nó là tài sản chung của vợ chồng mà. Được vẫn được ha. Trời ơi, vậy thì các bà vợ chúng ta nên chú ý một xíu. Nhưng mà chúng ta không vội nên đánh ghen vội. Chúng ta chờ đợi cá cắn câu rồi chúng ta hành xử quý vị nha. Nói vui thôi ạ, nhưng mà chúng ta cũng phải căn cứ theo những quy định của pháp luật để chúng ta xem là tình huống nó như thế nào rồi mình mới có những cách giải quyết nó phù hợp với quy định của pháp luật hơn quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối máy với là một khán giả ở Đắk Nông, anh Sách ạ. Xin chào anh Sách ạ. Vâng, xin chào chương trình, chào luật sư. Hôm nay thì chúng ta đang nói về những quy định của pháp luật liên quan đến tài sản của vợ chồng. Anh Sách sẽ đặt câu hỏi cho luật sư Trung nhé. Vâng, tôi có một trường hợp này xin hỏi luật sư ấy, là con tôi là kết hôn năm 2008. Tôi có cho hai vợ chồng nó là một mảnh đất. Đứng tên cả hai vợ chồng luôn. Đến năm 2010 cháu sinh con và coi như là và sau này là coi như là được 2 năm sau thì cháu bỏ đi, coi những dâu bỏ đi. Thì bây giờ cái sổ đỏ đó là mang tên cả hai vợ chồng, mà cô dâu bây giờ là bỏ đi là coi như đã ly hôn, nó làm đơn xin ly hôn vắng mặt ở tòa rồi. Thì coi như tòa án đã giải quyết ly hôn, còn tài sản thì không phân chia. Bây giờ là tôi muốn làm sao mà để, hiện nay là con dâu ở nước ngoài rồi, cho nên bây giờ muốn là đề nghị chương trình giải quyết tư vấn giúp là làm sao để đứng tên lại cho cái sổ đỏ đó, chỉ còn mình con trai thôi á. Vâng, xin chào anh Sách ạ. Cái trường hợp của anh cũng diễn ra rất là nhiều trong cuộc sống luôn, thật sự là như vậy. Tức là một trong hai người có tài sản chung, sau đó người còn lại vì một lý do nào đó thì họ đi mất tích, thậm chí là như trường hợp của anh là còn may mắn là còn liên lạc được, đúng không anh nhỉ? Đấy. Không liên lạc được luôn, đi ở nước ngoài luôn. Bây giờ là không liên lạc luôn này ha. Đấy, thế thì vấn đề ly hôn đã giải quyết xong rồi. Câu chuyện ở đây còn lại là vấn đề tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. Đấy thì như anh đã xác định rằng là năm 2008 anh tặng cho cái mảnh đất đó là cho chung của vợ chồng. Đấy. Thì nó được xem là tài sản chung của con trai anh và cô con dâu mà đã đi đấy. Đấy. Như vậy thì ở đây là nếu bây giờ anh hỏi rằng làm sao để có thể chuyển tên sang cho con anh đứng một mình cái sổ đó, con trai anh đứng một mình sổ đó thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là cô vợ mà bây giờ đang ở nước ngoài đấy, mình có thể liên lạc được và nói cô hợp pháp hóa lãnh sự, gửi một cái tặng cho hoặc là gửi ủy quyền về để cho anh chồng ở nhà giao dịch, anh chồng cũ đấy, ở nhà giao dịch. Còn trong trường hợp như anh nói bây giờ không thể liên lạc được với cô ấy nữa, đấy, thế thì anh có thể liên hệ với tòa án để thực hiện cái thủ tục là yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Đấy, thì sau khi yêu cầu tuyên bố một người mất tích rồi thì chúng ta có quyền yêu cầu tòa án giải quyết cái vấn đề phân chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. Đấy, thì cái phần của con anh là dựa trên cái về nguyên tắc là chia đôi, còn tính đến công sức tạo lập đóng góp thì như vậy, như anh nói là con dâu đã bỏ đi từ lâu rồi, cho nên là chắc chắn là công tạo lập đóng góp phát triển cái khối tài sản chung đó thì con trai anh sẽ nhiều hơn, thì cái phần của con trai anh sẽ được chia là nhiều hơn anh nhá. Không có cái gì vậy này, coi như nó bỏ đi là nó để được một đứa con lại giao cho chồng nuôi luôn, coi như là nó đi không thôi. Còn lại cái tài sản nó là do tôi cho hết, chứ hai đứa nó chưa làm được gì mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà pháp luật quy định rằng là vì anh tặng cho chung của hai con mình, con dâu và con trai mình, nên nó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của
của hai vợ chồng, thì nay hai vợ chồng đã ly hôn rồi, thì đó vẫn là cô ấy vẫn có quyền trong cái khối tài sản đó, cho nên là anh muốn chia được, muốn bán được thì buộc lòng anh phải thực hiện những cái thủ tục như hồi nãy giờ luật sư Trung có chia sẻ ạ. Vâng. Dạ. Anh đã rõ chưa anh Sách ơi? Ừ, nghe rõ rồi ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Dạ dạ dạ. Dường như là mọi người vẫn chưa có một cái khái niệm rõ ràng lắm về cái tài sản chung hay là tài sản riêng đúng không anh? Với lại là mọi người nghĩ rằng là người vợ hoặc người chồng không làm được gì cả trong cái việc là tạo nên cái khối tài sản đó, cho nên là sẽ nghĩ rằng là chỉ là quyền quyết định là do người còn lại thôi, chứ không phải là cái người kia cũng chẳng được cái phần nào ở trong đây cả. Nhưng mà chắc là nhờ luật sư sẽ nói lại một lần nữa về cái việc quy định tài sản chung, quy định tài sản riêng hoặc là tài sản có được sau hôn nhân đấy thì như thế nào, cụ thể như thế nào để mà các quý vị khán giả nắm rõ hơn ạ. Dạ, thưa MC Hải Triều, thưa quý vị khán thính giả. Thế thì quy định về tài sản chung của vợ chồng được quy định tại điều 33 của luật hôn nhân gia đình 2014. Thế thì luật quy định rằng là tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ chồng tạo lập ra thông qua các hoạt động lao động sản xuất, làm kinh tế, rồi là được tặng cho chung, đấy, được thừa kế chung. Và ví dụ như là quyền sử dụng đất sau khi đăng ký kết hôn thì nó là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi là vợ chồng có thỏa thuận khác. Và một cái quy định nữa luôn phải để ý là gì? Nếu cái tài sản đang tranh chấp giữa hai vợ chồng là ông nào cũng bảo đây là tài sản riêng của vợ, tài sản riêng của chồng, mà nếu không có chứng cứ để chứng minh đó là tài sản riêng của bên nào thì đó cũng được xem là tài sản chung của vợ chồng. Đấy, còn tài sản riêng của vợ chồng thì được quy định tại điều 43 của luật hôn nhân gia đình 2014. Thì ngược lại với tài sản chung thì tài sản riêng là tài sản mà do mỗi người tạo lập trước hôn nhân. Đấy, được tặng cho riêng, đấy, được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Đấy, hoặc là những cái tài sản được tạo lập ra, được phát triển ra từ cái tài sản riêng của vợ chồng đã phân chia. Như vậy, chúng ta cần phải nhớ rõ những quy định như vậy ạ. Có một cái trường hợp như là anh, theo truyền thống người Việt Nam mình á, cái buổi lễ thành hôn hay là vu quy đó, là thường là bà con sẽ cho của hồi môn, cho cả cô dâu và chú rể của hồi môn luôn. Thì cái đó là mình tính theo tài sản như thế nào. Và thí dụ như là một ngày đẹp trời, sẽ có những cái trường hợp hãy Trường nghĩ rằng là giống như là bố mẹ ứng tiền ra để có thể là mình mua một cái mớ tài sản để cho người trong gia đình, cho cô dâu chú rể, và nói rằng là đây là tài sản của cô chú anh chị rồi trong nhà cho con, để mà con làm vốn, con sinh sống với vợ chồng con thì chúc con trong năm hạnh phúc. Xong tới tối khách về hết, bắt đầu nói là thôi hai con trả lại ra cho bố mẹ, tại vì này là của bố mẹ đưa ra. Thì cái trường hợp này có đấy anh. Giờ cái đó là mình xử lý như thế nào, tại vì đã là tài sản sau hôn nhân là của hai vợ chồng luôn rồi, tài sản chung rồi, bây giờ cái người cho nó có đòi lại được không? Vâng, thưa MC Hải Triều, thưa quý vị khán thính giả, là trường hợp của anh Hải Triều là có. Vâng, nó còn có một trường hợp nữa là hai vợ chồng lấy nhau được một thời gian thì ly hôn, thế là bên nhà trai đòi lại vòng vàng, đấy, bên nhà gái cũng đòi lại phần của mình, cũng có, cũng có như vậy. Thế thì xin thưa MC Hải Triều, thưa quý vị khán thính giả, rằng là khi mà tại cái lễ vu quy hay là cái lễ ăn hỏi mà các bên mang các cái lễ vật đến như là vòng vàng, kiềng nhẫn, đấy, hay là kể cả tiền đi, đấy, và tặng cho hai con, thì đó được xem là một giao dịch tặng cho tài sản, tức là bên tặng cho hoàn toàn tự nguyện, đem tài sản đó tặng cho bên được tặng cho, và bên được tặng cho thì đã vui vẻ nhận cái tài sản đó rồi. Thì cái giao dịch tặng cho đó được xem là đã hoàn thành rồi. Đấy, cho nên là nếu trừ khi là giao dịch tặng cho có điều kiện, tức là đây tôi tặng bố mẹ tặng cho con này, nhưng con phải đáp ứng những chuyện này chuyện kia, thì trong quá trình đó nếu như ông con mà không đáp ứng được cái chuyện đó, vi phạm điều đó thì mới có quyền đòi lại. Còn đây là tặng cho không điều kiện rồi. Đấy, cho nên là bố mẹ không có chuyện đòi lại trong cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta cũng phải phòng hờ trước đúng không ạ? Phải đặt ra cái tình huống này để quý vị và các bạn có thể hiểu hơn những cái tình huống rất thường trong cuộc sống, rất là phổ biến, nhưng mà khi mà đưa vào trong hệ quy chiếu của pháp luật thì nó có những cái điều khoản rất là rõ ràng, và chúng ta phải bắt buộc giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu như trong những trường hợp chúng ta dùng cái tình cảm, dùng cái sự hòa giải trong gia đình của chúng ta ngồi lại với nhau cùng giải quyết vấn đề này không thành, thì chúng ta bắt buộc phải nhờ sự can thiệp của pháp luật thôi. Và khi mà đã đưa căn cứ vào những quy định của pháp luật rồi thì chúng ta nhiều khi những cái tình huống đó nó sẽ đi trái lại với những suy nghĩ của mình từ ban đầu, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì quy định của pháp luật là như vậy quý vị nhé.